Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với Tama TV. Hôm nay là một ngày khá là u ám, một ngày khá là gọi là đen đen gì đấy. Thì tại sao mọi người ở mình đọc comment nhiều thì thấy mọi người bảo là sao hai anh em mình không vào miền Trung để ủng hộ đồng bào miền Trung đi, thì anh em mình có gửi tiền cho chị Thủy Tiên để ủng hộ cho đồng bào miền Trung rồi. Thật ra mình cũng rất là muốn đi nhưng mà mình lại ở nhà thì lại khá là nhiều việc, vừa thiếu người quay vì là anh camera việt vỡ đầu ngày buồn mà hắn vẫn cười tê tê, bao giờ hắn lại bị vỡ đầu ấy. Anh cameraman thì bị vừa bị mổ mổ mông bao nhiêu này lõm sọ não vì lái xe không cẩn thận, nhà nước đã đo đường rồi mà vẫn đem xe ra đo lại đấy. Đó đã làm đường thì chúng em muốn đo lại cho chắc chắn em xem là có đúng làn đường không, đúng nghề nghe có công sự ra là cũng vì một cái là đi xe không cẩn thận ngã xe này, răng bay hết này, tai bị rách này, đầu bị mổ, còn cái nữa là anh trai mình này uống rượu nhiều quá này bị gọi là thần kinh không ổn định này, bây giờ cũng đang ở dưới viện gọi là viện gì nhỉ, bệnh viện Hà Nội, tí nữa anh em mình cũng đang đi xuống thăm này, nhưng mà bây giờ phải đưa anh cameraman đi vừa ở bệnh viện về đi tút lại về đẹp trai. Đẹp trai có gì sai, đẹp trai thì có nhiều người yêu. bây giờ hắn rất là khỏe khoắn rồi, nhưng mà mổ ông không dám thò mặt ra ngoài đâu, mổ dậy thì khá là khỏe rồi nhưng mà vẫn chưa đi làm cùng anh em mình được, và bây giờ lại phải đi cắm răng mà cho đẹp trai mà mình đi làm đấy. Còn bây giờ anh em mình sẽ xuống cho mọi người xem là tác hại của việc mà lái xe không cẩn thận này, và tác hại của việc dùng rượu bia quá nhiều. Ok. Đây, anh cameraman đây. Vẫn còn từ mở cái đầu ra cái. Con rết con đi. Đây. Siêu hết rồi nhé mọi người nhá, mổ một phát này. Mổ một phát vòng lên đây này, lõm chỗ này này, đang có mấy cái đinh ở trong đấy gắn, tai thì rách một nửa. Ốc hít. Đó, cho xem cái đoạn chính nhá, xem cái đoạn chính nhá. Đang gắn cười. Bây giờ anh em mình sẽ đi gọi là tút lại vẻ đẹp trai cho anh cameraman nhé, lắp răng. Đi. Đây là con quái thú chiến mã mà đặt chó săn sử dụng để cày đường, đo lại đường. Đây là quả quần. Đó. Quần. Con này thì khả năng là sẽ là. Đây. Con này khả năng là. Tôi biết bảo tàng gì đây ạ. Anh con này bây giờ làm nào? Bán sắt vụn đi. Sắt vụn nhá. Xong rồi, à tí về. Thôi, phải đi một cân. Đi lắp răng cái xong rồi cho mau đệ về đổi kem mọi người ạ. Đấy. Thôi, gần Tết thì mọi người chú ý đi đứng cẩn thận một chút. Mày rất là nguy hiểm đấy. Đường nhà nước đo lại hết, biết đo đẹp hết rồi, không cần đo lại đâu. Em đo lại đấy. Thôi đi thôi. Bỏ răng mía thì xinh ấy. Đẹp dài hơn. Đẹp dài hơn. Con bạn khô nó bảo này. Nó giật tay ai đi được bỏ răng đi duyên hết thằng đấy. Bỏ răng đi duyên. Thôi không phải lắm đâu. Thôi không phải lắm. Nói chuyện cho thì về này khéo còn có bạn gái đấy. Thật đấy, nó là nhiều. Chụp mai con cầm gương lên đấy, bỏ để thế cho nó đẹp duyên hết thằng đấy. Còn một người nữa anh ấy.
Con bắt đầu lên thớt. Bỏ mũ đi. Bỏ mũ ra, bỏ mũ làm ra. Ngại gì. Bảo bác sĩ nhổ hết trăng đi. Khả năng nhổ thêm mấy con nữa thì đẹp trai. Đẹp trai mình có nhiều người yêu. Lắp thêm răng khẩy mà nhớ. Lắp thêm răng khẩy. Là... bỏ ra để anh đi quay á. Nhớ chưa? Ôi dồi. Tí đẹp ngay. Chết. Tí đẹp rồi. Giờ răng không có lông mày. À đây này. Mày nhổ cái răng khẩy ra xong rồi lắp vào cho nó. Giờ em có cả khẩy trong khẩy ngoài. Nhổ nó con đi chú. Không thân là mày. Không mày mày muốn đẹp không? Hờ. Đau á. Đau lắm. Bây giờ không nhổ không cầm, đau đâu. Không đau đâu, lấy cái búa gõ gõ những cái con lòi ra ngoài, gõ vào trong. Còn lôi những con trong ra ngoài. Hờ, đeo bác sĩ nhỏ này, gõ nào. Gõ. Bác sĩ nó làm không đau đâu. Hờ, đau. Cho chúng ta có con răng khẩy chưa? Hờ. Khỉnh trong, khỉnh ngoài. Ờ, lấy con răng khỉnh trong, lấy không? Thế nên là nó bị mọc trồi rồi. Hả? Lười bị răng. Lười bị răng mọc trồi thì con... Ui... Thì con ở ngoài nó phải giúp cho nó đùn ra chứ. Thì lười răng thì nó đang mọc chéo xuống này. Xong rồi con ngoài rụng. Rụng ra nó mọc vào trắng. Mọc hẳn vào trong ý. Nó tranh nhau rồi. Nó phải... Nó bắt đầu nó ở đây ấy. Xong rồi tranh nhau ra ấy. À, ôi nhỉ, con lấy tận trong nhỉ? À. Ôi, con lấy bể bỏ đi. Ôi, con lấy bể bỏ đi. Con chuẩn bị bể bỏ tí nữa nhổ bỏ. Nhổ bỏ luôn. Nhổ bỏ lắp sang cho đạt cho săn. Lắp cho đạt cho làm, săn. Làm thành nanh cho đạt cho săn đi săn chuột tốt. Mua nhà không? À? 10 triệu. Ôi, trắng thật rồi, bị đắt đấy. 10 triệu còn rỉ nữa. Thừa, con này thừa. Ấy, con nhà đang ngồi còn đang ấy. Đấy, phóng xe cho tít vào. Hả? Cơm không muốn ăn, muốn ăn cháo. Đổ cua phải 90. Đấy. Mà để đổ cua một phát là xuống ruộng đấy. Thay vì xuống ruộng thì có mày thể tìm thủ công. Mày kiểu như kiểu không bay nhỉ. Căng thẳng thế. Đống nốc ao còn vui hả? Em nhanh nhỉ? Nhanh mà ao mọ mài rồi mất một tiếng. Xem nào. Làm tí rồi. Nhìn khác hẳn đấy nhỉ. Cái thể cái mỏ. Cái này chắc cái mỏ ấy. Đây này, nhá thử cái dép này xem là nó kêu. Xem nó có rụng răng không. Đây, đẹp trai này. Ừ, phải đi xăm mày. Sầu. Ờ, đấy, ôm sao lại cạo mất lông mày đấy kìa. Nó cạo nó khâu. À, khâu à? Rách tai, rách nửa tai, khâu nửa tai. Đẹp trai lỗi tại ai? Giờ sẽ về xử lý cái xe máy đổi kem nhỉ? Đổi kem. Đổi kem đấy. Đổi kem đây anh nhỉ? Ok. Năm nào mà lôi ra mà sửa nhỉ? Sửa gì đổi kem bà? Hả? Đổi kem. Đổi kem. Đổi kem á? Đổi kem. Ai đổi? Kem pep pep bán đổi được nhiều ấy. À, bây giờ gọi cái bọn pep pep đến để đổi. Đi đổi kem. Thôi phải thôi. Đấy. Nào cười cái cho nào. Đẹp trai răng đẹp hơn răng Mao Đệ rồi, trắng hơn nhỉ, răng giả hả các. Đấy, mọi người nhớ đi đứng như cẩn thận, đừng như đặt cho săn nhé. Cameraman thì mà ngã gãy hết cả răng, vỡ hết cả đầu. Hết cả răng, hỏng hết cả xe. Vỡ hết cả đầu. Hôm đấy thích làm hay là thích làm idol bốc đầu à? Đấy, kiểu cảm giác quay lại. Đấy, xa. Thôi, bây giờ anh em mình lại phải xuống bệnh viện. Để thăm một người nữa mọi người. Một anh thì anh gọi là Dũng say xỉn. Dũng là say xỉn nhưng mà bỏ rượu. Đang bị một số bệnh gì thần kinh. Đây còn thế trạng thì đang gọi là dị ứng toàn thân, ốm yếu. Sắp chết tòi. Thôi, đi, ra đi ô tô xuống đó thôi. Đặt cho săn ở nhà nhá. Khỏi hẳn đau đầu nữa. Anh em mình đã đến một nơi khá là xa nhá. Đó là trung tâm y tế Như Phòng. Trung tâm y tế, đây này. Cho mọi người xem là
là biết đây đây là nơi nào nhá. À, anh em mình đã đến nơi ở dưới Hà Nội rồi nhé mọi người nhá. Thế bây giờ là tất cả anh em với lại cho cả hai bé đi thăm bố nữa. Đây, đây là nơi bác đi vào đây ở luôn không? Đây, đây là nơi dành cho những người uống rượu nhiều này, rồi thì nát rượu này, thần kinh không ổn định để mà gọi là. Đây là chỗ để cai rượu rất là tốt đấy mọi người ạ. Đây, bệnh viện tâm thần Hà Đông nhá. Nhà nhà hàng này có thấy mở đâu. À, thì ở dưới bệnh viện này thì khá là nhiều những bệnh nhân là cai được rượu rồi nhé mọi người nhé. À, anh mình cũng đang cai rượu ở trong này. À, cai rượu vì thần kinh quá là nặng. Giờ mình đi vào thôi. Phải rình mãi anh em mình mới lẻn được vào mọi người ạ. À, bác bảo vệ không cho người đông vào. Vì ở trong bệnh viện tâm thần ấy, thì người ta chỉ cho phép một người vào thăm một lần thôi nhé mọi người nhé. Anh em mình lẻn vào đấy. Đây, chuẩn bị đến chỗ anh trai mình rồi. Đăng ký kìa, đăng ký kìa. Đấy, trẻ con nào đấy. Anh mình do uống rượu quá nhiều bị động kinh. Đây, béo tốt rồi đấy. Dũng cần đi chạy nhanh còn kịp cầm dao đâm loài mề đấy. Hai già đẹp trai rồi. Đẹp trai rồi, đẹp trai rồi. Hả? Tỉnh hẳn chưa? Hả? Tỉnh hẳn rồi. Cái kia về. Cái kia về được mà, 20 ngày về được mà. Ừ, hẳn nó khỏi hẳn đi rồi về. Ờ, bây giờ ở uống cần thuốc ngủ, ăn xin thì uống chết à. Về nhà mua thuốc uống chứ. Rồi. Hả? Hả? Về nhà mua thuốc uống chứ. Nhà gì ở mà chữa hẳn hoi cho nó khỏi hẳn cái rượu đi. Thế bây giờ con thèm rượu không? Không, hết. Hết rồi, về nhà mà lại thèm. Không. Thèm lại cho đi nửa năm. Tốn bằng cầm hào rồi. Nhìn mặt dại thế. Uống thuốc suốt ngày. Uống thuốc suốt ngày. Uống thuốc. Thì thế cứ uống thuốc để bỏ rượu chứ còn gì nữa. Uống rượu lắm quá mà. Đấy, đây là một tấm gương uống rượu nhiều quá nhé mọi người nhé. Mọi người không nên uống rượu quá là nhiều như vậy. Thứ nhất là hại sức khỏe này, tim gan lòng mề là hỏng khá là nhiều này. À, và bị cái thần kinh ở trên đầu nó yếu ấy, do rượu nó chỉ đạo ác quá. Thế nên là bị giống như triệu chứng của người tâm thần ấy. Là cứ đi bắt chuột chuồn với lại bắt rắn. Hôm trước nhặt là đào ông mơ. Đấy. À, uống rượu nhiều quá thì lại cứ bảo Mao Đệ là nhét cứt gà vào mồm. À, nhét cứt vào mồm cho chó ăn cứt. Không cho lại cho mình ăn cứt. Thế là đi tìm Mao Đệ đòi chém. Đấy là tác hại của rượu nha. Mọi người không nên uống rượu nhiều nhá. Đấy. Đấy, bố mình đang làm thủ tục để tiếp tục cho anh mình ở đây chữa khỏi hẳn nhé mọi người nhé. Chữa khỏi hẳn đấy. Khoa điều trị này, chung tay nâng đỡ. Nâng đỡ người bệnh đoạn tuyệt với chất kinh nghiệm. Thôi bây giờ té thôi nhỉ, đi. Anh em mình về thôi. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với công ty trà Việt Anh Tinh Hoa Trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa?
À, sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. À, đây như bao đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. À, bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bộ bột trà xanh Matcha Tama TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn mấy lần luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàng cái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tama TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem lại một lần nữa. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688. 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé, và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tama TV, page Tama TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là làn một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.